Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 13 chương 1 Thiên Nhai Cộng Thử Thời, Hồi 1 Mở dương y phục ra, mùi mốc meo sọc thẳng vào mũi, nhìn kỹ hơn, đập vào mắt chính là chiếc áo choàng lớn màu đỏ. Chỉ vàng theo hoa, tràn ngập tinh thần vui vẻ, đó là trang phục cho tiệc hoa mùa thu. Trong thiên hạ ngoại trừ một giáp trạng nguyên, không ai có thể mặc nó. Lưu Vân dụ áo choàng trạng nguyên, phủi bụi trên đó và giữ nó bằng cả hai tay. Hắn lại đưa tay vào trong dương, lần này lấy ra một bộ áo quan. Trước ngực thêu một con chim, đây là áo bảo để lên chiều triệu kiến. Văn võ bá quan nặng nhất phẩm cấp, phục sức ký hiệu không được lộn xộn. Cái gọi là văn cầm võ thú có nghĩa là quan văn lấy cầm làm cấp bậc, quan võ lấy thú làm cấp bậc. Nhất phẩm tiên hạc, nhị phẩm gà cảnh, tam phẩm khổng tước đều là những loài chim lớn quý hiếm, được thiết kế đặc biệt để thờ cúng và chiêm ngưỡng. Lại có bốn vân nhạn, năm bạch nhàn, sáu cỏ trắng, tất cả đều là các loài chim có ích, có thể giúp ăn một số châu chấu sâu mọt. Cuối cùng có chim hoàng oanh, chim cút, những chim nhỏ này ton hót kêu to, dễ nghe êm tai, khiến hoàng thượng yêu thích. Nhìn thấy trên chiếc áo choàng này có theo những con chim sặc sỡ, đúng là bộ lễ phục kiến triều thất phẩm chi châu của mình, kể từ khi về kinh lần trước báo cáo công việc cũng chưa chạm vào lại lần nào. Lư Vân cầm trong tay quan bào, khóe miệng nổi lên cười khổ, thượng tam phẩm là để cho người ta nhìn, trung tam phẩm là dùng để làm việc, nhưng con chim sặc sỡ này thì sao? Lư Vân thở dài, hắn 10 năm khổ cực đọc sách thánh hiền, không chỉ để pipi ca hát nhảy múa trước mặt hoàng đế. Y phục rực rỡ ngu ngốc bực này, hắn làm không được. Vừa thở dài, vừa ném chiếc áo choàng quan lên giường. Lại lục lọi trong giường, đột nhiên mắt ánh sáng lên, cuối cùng cũng tìm thấy thứ hắn muốn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào quần áo một tia sáng nhàn nhạt, tựa như ảo mộng. Một mặt đông phong trăm vạn quân, năm đó nơi này định ba phần. Cầm trên tay chính là một bộ áo giáp. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng người ngựa, nội tâm chiến trí trào dâng, phảng phất về tới chiến trường Tây Cương, chính mình cưỡi ngựa, tay để trường thương, chiến đấu giữa hàng vạn quân. Lưu Vân nhìn bộ giáp trong tay, chậm rãi lấy lại tinh thần. Vài năm yên bình, không ngờ bộ giáp này lại rơi vào tình trạng cũ nát như vậy. Ngực giáp đã hoen gì, trên vai có đồng màu xanh, thật sự không thể nhìn. Hắn lắc lắc đầu, lấy bơ ra thấm bông gòn rồi lau cẩn thận. Sau khi trở về từ Tân Cương, cũng không ra trận đánh giặc, nên đã đến lúc đánh rửa sạch sẽ một phen. Lau cẩn thận, lật bộ giáp lại, nhìn thấy một lỗ mũi tên ở phía sau. Mũi tên kia xuyên qua áo giáp, mơ hồ thể hiện sức mạnh của cung tên hồi đó. Lưu Vân nhẹ nhàng chạm vào cái lỗ, trong đầu hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp cao quý. Ngân xuyên công chúa Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, hồi tưởng mấy ngày sinh tử gắn bó, thiên sơn chiến đấu kịch liệt, đại quân chém giết, trong rừng chia tay, tưởng chừng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Hy vọng ông trời có mắt, cuối cùng huynh và cố tiểu thư có tình sẽ thành gia quyến, ngày huynh thành thân, xin hãy phái người đến hãn quốc báo tin, ta cũng sẽ vui mừng thay cho huynh. Năm đó khi hai người chia lìa, công chúa đã thành tâm cầu nguyện cho chính mình. Lời nói còn văng vẳng bên tai, hiện giờ nhân sinh chính xác bị cực thái lai, chính mình không những là giáp trạng nguyên mà còn đính hôn với người trong lòng. Mọi thứ đều giống như công chúa cầu nguyện, nửa phần chưa sai. Lư Vân lau áo giáp, yên lặng tưởng niệm giai nhân tha hương phương xa, nước mắt tôn trào khó hiểu. Những sự kiện trong quá khứ lần lượt trôi qua trước mắt, bộ giáp trên tay cũng phát sáng mờ nhạt. Lư Vân hít một hơi dài, chậm rãi đặt bông vải trong tay xuống, bắt đầu mặc quân phục. Cởi chiếc mũ cánh chuồn, chiếc áo choàng rộng màu xanh lá cây, chiếc khăn tư sinh, bộ trang phục mỏng manh, mới có thể nhìn thấy dáng vẻ anh hùng thực sự của mình. Lư Vân trần trụi thân trên, nhìn chính mình trong gương. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, lấy từ trong ngăn kéo ra một công văn, thấp giọng đọc, nộ thương núi nhỏ tác loạn, tần trọng hải dẫn đầu phạm tội, gây ra nhiều tai họa, ít ngày nữa xâm châu phạm giới, chi châu trường châu lưu vân lập tức đi về phía bắc đến hà nam, nghe theo mệnh lệnh, không được sai phạm. Lưu Vân nhắm mắt lại, đặt công văn xuống. Cậu bé què quạt trong cửa tiệm ở Hoài Khánh, bóng dáng lẻ loi rời đi trên nền tuyết, cuối cùng đã tìm được cuộc sống của riêng mình, lại lần nữa dẫn dắt vạn quân khí thế cao ngất trời. Chi kỷ Đông Sơn tái khởi, nói đến thực sự nên mừng cho hắn. Chỉ là con đường mà người bạn cũ chọn lần này đã trở thành một công văn cấp tốc, triều đình hỏa tốc đưa tới nha môn của mình. Lưu Vân mở mắt ra, đột nhiên kêu một tiếng nhẹ, lòng tràn đầy trào dâng, đấm ra, dùng chân đập mạnh xuống đất khiến bộ giáp dựng lên. Chiêu thức này chính là quyền thối song tuyệt, là tuyệt chiêu cứu mạng ở Tây Cương năm đó vô tuyệt tâm pháp, khá hiệu quả, vô song liên quyền, ra dáng ra hình, quyền cước còn không tính mới lạ, xem ra mấy năm nay tuy ở trong những ngày tháng quan trường, vẫn chưa quên trí hướng năm xưa. Lưu Vân gật đầu với chính mình trong gương, như thể người trước mặt này không gì không làm được, dựa vào một thân chung can nghĩa đảm, chung có thể xoay chuyển càn khôn, vì muôn đời khai thái bình. Kể từ thời nhà đường, người đọc sách trong thiên hạ phân thành hai đại tông, một sưng Sơn Đông Kinh Sinh, một sưng Giang Nam Văn Sĩ, hai người một Bắc một Nam, một hồi Kinh Sử, một thiện thơ từ, ai cũng có sở trường riêng. Xem ra Lưu Vân xuất thân ở phương Bắc, tính tình thẳng thắn, không nghi ngờ hắn thuộc Sơn Đông Kinh Sinh. Những năm gần đây, nhân vật phương Nam được giải nhất, số tên trong bảng vàng nhiều hơn miền Bắc rất nhiều. Lưu Vân lần này giúp Kinh Sinh trúng cử, ngày thường chỉ có thể cầy ruộng kiếm sống, chờ ngày có thể tiến lên. Sau nhiều năm nghèo khó và đau khổ, tuy luyện đầy người cơ bắp, lại cũng tạo thành một thân hận đời tính tình ngoan cố. Về mặt tâm linh, Sơn Đông Kinh Sinh không thể so với tài giảng văn chương, con người và tài năng giang nam, càng không thể theo kịp văn chương lóa mắt của Tô Dương Hai Châu. Điều đáng nói có lẽ chính là sự kiên cường không chịu nhượng bộ dù có chiến đấu đến chết, điền nông cẩy chịu khổ ra tạo ra thiết cốt. Quả nhiên, nhìn vị trạng nguyên lưu vân với cái đầu cao và vóc dáng cường tráng, quấn đai lưng quanh eo, đội lên từng chiếc mũ sắt và áo giáp nặng nề, thư sinh hủ nho cầm đao cắm mạnh vào vỏ, thoáng chốc lắc mình biến hóa, thành ưng dương đại trượng phu khiến người thèm muốn. Mặc xong quân trang, xài bước đi đến nội sảnh, cố thiến hề và tiểu hồng đã đợi ở đó. Cố thiến hề đã đi tới, mắt nhìn tình lang, ánh nắng chiếu thượng hoàng giáp, ngực hộ tâm kính lóng lánh, càng có vẻ phấn chấn oai hùng. Từ khi hai người quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vân mặc quân phục, không ngờ sau khi thay quần áo, vị thư sinh Văn Siêu lại có được một thân nam tử khí khái như vậy, khiến người ta phải nhìn lần thứ hai. Thấy chủ tớ đều đang nhìn mình chằm chằm, Lưu Vân không khỏi thắc mắc, làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn? Cố thiến hề trong lòng có chút khác thường, mặt đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Lưu Vân cảm thấy lạ, chỉ kêu nhẹ một tiếng, hỏi Tiểu Hồng, Hồng bộ đầu bọn họ tới rồi sao? Ngày thường, Tiểu Hồng chỉ thấy Lưu Vân không ốm mà rên, từ lâu đã coi hắn như một hủ nho, không ngờ vào lúc này chạm mặt với cô ra tương lai, chợt mặt đỏ tim đập, đầy mặt thẹn thùng, chỉ cúi đầu, không trả lời câu hỏi của Lưu Vân. Lưu Vân kêu một tiếng, có chút buồn bực hắn lại không biết giờ phút này, diện mạo của mình đã thay đổi hoàn toàn, bên trái đeo đao, bên phải treo ống tên, toàn thân đội mũ sắt và áo giáp, đứng giữa đại sảnh tựa hồ có vẻ uy nghiêm, tiểu cô nương tiểu hồng này sao có thể dám cùng hắn giao tiếp bằng ánh mắt. Ngay khi đôi mắt phượng của hắn nhìn vào cô, tim sớm đã thình thịch nhảy loạn, toàn thân càng thêm buồn rùn vô lực. Lưu Vân đầy đầu mờ mịt, nghĩ tiểu hồng ngẫng ngãng, hắn dùng sức ho khan vài tiếng, lại lần nữa hỏi hồng bộ đầu đâu tiểu hồng thấp giọng bẽn lẽn nói hồng hồng bắt cái kia đầu bên ngoài bên ngoài lư vân càng cảm thấy quái lạ khi nghe thấy lời nói của cô bị cắt xén giống như cả lâm hắn lòng tràn đầy nghi hoặc liền nhìn sang phía cố thiến hề cố thiến hề nhìn thấy không khỏi mỉm cười bước đến bên cạnh tiểu hồng làm cô xấu hổ nói thật là xấu hổ lời nói cũng không được rõ ràng. Năm đó đang ở Dương Châu, Tiểu Hồng đã thật uy nghiêm, nhưng bây giờ thân thể nàng nóng bừng, hai má đỏ bừng, thấp giọng nói, nô tỳ thấy Lư. Lư đại nhân uy vũ như vậy, trong lòng có chút. Có chút sợ hãi. Cố thiến hề mỉm cười, đưa ngón tay chạm vào má Tiểu Hồng, gãi gãi nhẹ, xem như khiển trách nho nhỏ. Cố thiến hề trời sinh tính hào phóng, cũng không phải là một cô nương keo kiệt, cũng không phải là người hay ghen tuông. Tình lang có thể khiến nữ tử ngưỡng mộ ái mộ, nàng còn tự đắc vui mừng, không hề ghen tị hoặc lo lắng. Cũng chính vì thế, mỗi lần nàng lấy chuyện cũ của công chúa để trêu cợt tình làng, luôn là kiêu ngạo nhiều hơn ghen tị, hết thảy chỉ ở hai chữ tự tin. Trong phủ tuy rằng ấm áp, kỳ thật tình thế thiên hạ cực kỳ nghiêm trọng. Thảm họa chiến tranh sắp nổ ra, để ngăn chặn quân mã nội thương triều đình sớm đã hiệu lệnh cho tất cả anh hùng triều đình tập trung về hà nam trợ trận cho các cao tăng thiếu lâm lưu vân là một trong những tướng lĩnh của liễu môn cũng nhận được thánh chỉ của triều đình lúc này chuẩn bị rời khỏi trường châu cố thiến hề bước đi chậm rãi tự tay sửa sang lại áo giáp cho lưu vân nàng cúi người khom lưng khóa vỏ đao cho người trong lòng đây là lần đầu tiên trong đời nàng chạm vào binh khí không khỏi có vẻ có chút luống cuống tay chân. Lưu Vân nhìn thấy vị hôn thê làm những việc vặt vãnh này cho mình, trong lòng có chút thương tiếc, nắm lấy tay ngọc, nói: "Không vội, ta một lát nữa mới rời đi." Cố Thiến Hề nắm lại tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Chuyến này đi phải thận trọng, tình nghĩa bằng hữu tất nhiên rất quan trọng, nhưng tính mạng và tiền đồ của chàng lại càng quan trọng, chàng nhất định phải bình an trở về, được chứ?" Cố Thiến Hề là nhi nữ của binh bộ thượng thư, sớm đã hỏi qua tình hình cụ thể. Chuyến này triều đình khởi binh 10 vạn, viễn trinh nội thương, xem ra có cơ hội chiến thắng rất lớn. Phản tặc muốn lấy ít đánh nhiều, chỉ sợ cực kỳ không dễ. Nói đến quân tình cũng không căng thẳng. Cố Thiến Hề tự không lo lắng. Trên thực tế, cho dù triều đình có thất bại, Cố Thiến Hề cũng sẽ không sợ hãi. Việc người trong lòng có mối quan hệ cá nhân với thủ lĩnh bên địch cho dù binh bại bị bắt, tính mạng cũng không nguy hiểm. Duy nhất làm nàng không yên lòng chính là tính tình của Lưu Vân, chuyến này xuất trinh, rồng rắn hỗn tạp, nếu xảy ra xung đột với những tiểu nhân gian thần đó, có thể sẽ gặp rắc rối, đó mới là lo lắng thực sự. Lưu Vân thấy Cố Thiến Hề đang nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt ẩn mang sầu lo, hắn khẽ vuốt tóc đẹp, hòa nhã nói, nàng đừng phiền não, chuyến này có Dương Lang Trung làm chủ soái của chúng ta, hắn làm việc luôn luôn gọn gàng, sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì đâu. Nhớ đến khuôn mặt tuấn tú của Dương Túc Quan, cố thiến hề nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nàng đã quen biết Dương Túc Quan hơn một năm, tự biết người này tính tình trầm ổn, khôn khéo đa trí, có người này lĩnh quân, người trong lòng mình định sẽ bình yên. Cố thiến hề yên tâm một chút, gật đầu nói, tiểu tâm khiến cho vạn năm phàm mặc kệ nói như thế nào cẩn thận chút cũng không sai. Trang biết đấy. Chúng ta cần vào dịp trung thu liền phải. Lưu Vân ôm lấy nàng mỉm cười nói: chúng ta trung thu sẽ thành thân, làm sao ta có thể quên được? Đừng lo lắng, người sắp thành gia lập nghiệp sẽ không mạo hiểm một cách bất chấp. Hai người nói chuyện xong, Lưu Vân và Cố Thiến Hề cùng nhau đi ra ngoài sảnh. Chi Châu đại nhân và Gia Quyến đi ra hai người trong đại sảnh lập tức đứng dậy chào đón. Trong đó một người diện mạo hung mãnh, mặc quân phục, chính là thuộc hạ nha môn hồng bộ đầu, người còn lại là quan quân, khuôn mặt giống như một con ngựa, hắn là người năm đó hộ giá hòa thân, lý phó quan. Năm đó mọi người trở về từ Tây Cương, mỗi người có vận mệnh riêng, nửa năm sau Lưu Vân trở thành trạng nguyên, Tần Trọng Hải được phong làm thống lĩnh cấm quân, lý phó quan này cũng được phong thưởng quan bái cửu phẩm đô úy, mấy năm nay đóng giữ ở Giang Hạ. Chỉ là không ngờ hai người gặp nhau lần này là do Tần Trọng Hải phản nghịch, nói đến thực sự rất đau lòng. Lưu Vân chưa ngồi xuống, hồng bộ đầu liền nói, khởi bẩm Lưu Đại Nhân, cùng sư gia nói lát nữa có một đồ vật quan trọng muốn trình chi châu, thỉnh Đại Nhân chờ chút, đừng vội rời đi. Lưu Vân kêu nhẹ một tiếng, cùng chí kia là sư gia của mình, hai ngày trước đã đem chính sự phó thác cho hắn, mọi việc đã ổn thỏa, lại không biết rằng cuộc khởi hành sắp bắt đầu, lại có chuyện gì muốn hắn chờ đây. Lúc này Lưu Vân làm quan chi châu, hành sự nhiều ít cũng có dáng vẻ, chỉ khẽ gật đầu tỏ ra hiểu biết, sau đó tự mình đi về phía Lý Phó Quan. Thấy người này thần sắc buồn bực, biết Lý Phó Quan phiền lòng quân tình, lập tức vỗ vỗ đầu vai hắn, an ủi nói, Lý Huynh đừng sầu, chúng tôi đến đây để hòa giải, chúng ta lần này là đi làm người điều giải, không phải đánh nhau. Kể từ khi nhận được lệnh thư tới nay, Lý Phó Quan luôn trước sau mặt ủ mày ê khi nghĩ đến phải đánh nhau với cấp trên trước kia. Nghe được lần này đi có nội tình khác, trong lòng lập tức vui vẻ, vội nói, đại nhân nói lời này là sao? Lưu Vân nhẹ nhàng nói, Dương Lang Trung sai người đưa mật hàm tới đây, nói sư phụ hắn muốn hòa đàm với nộ thương Sơn, chỉ cần điều giải thích đáng, hai bên nhượng bộ, chiến tranh có lẽ không xảy ra lý phó quan a một tiếng nhỏ giọng liền hỏi nghe ý tứ đại nhân chẳng lẽ triều đình cố ý chiêu an lưu vân chậm rãi lắc đầu nói tình hình cụ thể chi tiết ta cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên trong thư dương lang trung đã nói ta rằng chúng ta chỉ cần để mắt tới người của giang Sung, không được để bọn họ vô cớ phát động chiến tranh thiếu lâm tự sẽ lo những việc khác hắn dừng một chút lại nói vô luận gian thần triều đình có ý như thế nào, có dương lang chung chủ sự an bài, với sức mạnh của hầu gia và các chư vị đại thần khác, trận chiến này nhất định sẽ lật ngược được tình thế. Cố thiến hề theo câu chuyện, tiếp lời nói, đúng là như thế. Cho dù mấy vị đại thần không thể làm gì, triều đình còn có cha ta giúp đỡ, chỉ cần vị tần tướng quân kia chính xác có tâm sẵn sàng góp sức cho triều đình, có chúng đại thần đồng loạt làm người bảo đảm, sự tình chắc chắn có biến chuyển cố tự nguyên là binh bộ thượng thư lời nói của ông có trọng lượng mọi người trong phòng đều thở nhẹ ra không chỉ tiểu hồng đám người hồng bộ đầu cũng cảm thấy an tâm mà lý phó quan dù đã ở chiến trường lâu năm lúc này cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm bỏ xuống được gánh nặng trong lòng lý phó quan cười ha ha đang muốn tiếp lời hồng bộ đầu đã khụ một tiếng thấp giọng nói lý đại nhân ngài còn không mau bái kiến cố đại tiểu thư đi. Mắt thấy Lý Phó Quan đầy mặt mờ mịt, hồng bộ đầu đưa tay qua đi, thấp giọng nói, cố tiểu thư là thái tọa tương lai của Chi Châu, là thiên kim binh bộ thượng thư, quân gia phải cẩn thận hầu hạ. Lý Phó Quan liếc nhìn cố thiến hề, ồ lên tại chỗ, nói, là ta sơ ý, đáng chết. Đáng chết, cố thiến hề xuất thân danh môn, có đại ấn cố tự nguyên, cho nên bất kể mặt mũi Lưu Vân thế nào, hắn cũng nên tiến lên bái kiến. Hắn khom lưng trước cố thiến hề nói, mặt tướng bái kiến cố đại tiểu thư. Chi Châu và tiểu thư giai ngẫu thiên thành, Châu liên bích hợp, tại đây xin chúc mừng. Cố thiến hề đáp lễ lại, xinh đẹp cười nói, đa tạ lời vàng của Lý Gia. Tiểu nữ thường nghe Chi Châu đại nhân nhắc tới chuyện cũ trong quân, đều nói Lý Gia anh dũng phi phàm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là đại tướng khí độ trung nghĩa. Quyển 13 chương 1 thiên nhai cộng thử thời, hồi 2 Lý phó quan xuất thân bần hàn, chưa từng đọc cái gì gọi là thi thơ, vừa nghe mỹ nữ khen ngợi, lập tức lâng lâng lên, cười nói, lư đại nhân quá khen. Năm đó hộ giá hòa thân, lư đại nhân mới dũng mãnh phi thường. Chiến đấu dũng cảm với phiên tăng giữa hàng vạn quân, ôm công chúa của chúng ta trong tay, một đường trèo đèo lội suối, không ngủ không nghỉ, chính xác khiến người bội phục vạn phần. Tiểu nhân chỉ nấp trong đội bắn cung tiễn, sao có thể so sánh được với Lư Đại Nhân? Mắt thấy Lý Phó Quan khoa tay múa chân, nói nước miếng tung bay, cố thiến hề cũng nhiều lần gật đầu tán thưởng, nhưng lời nịnh nọt này lại khiến khuôn mặt tuấn tú của Lư Vân sưng lên. Sắc mặt của hắn vừa xanh vừa đỏ, ho khan vài tiếng nói, đã đến lúc rồi, chúng ta nên khởi hành thôi. Lý Phó Quan ha ha cười nói, quân mã sớm chờ ở ngoài thành, chỉ cần Chi Châu cao hứng, tùy thời đều có thể xuất phát. Mọi người đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe một người kêu lên, Chi Châu đại nhân dừng bước. Lư Vân chưa đáp lời, đã nhìn thấy một người lao vào cửa, lau mồ hôi nói, thật là may mắn, thật là may mắn, cuối cùng không hỏng việc. Xem người này thân sắc vội vàng, trên tay cầm một thanh bảo kiếm, đúng là cùng chí mọi người thấy hắn cầm kiếm nhập phủ không khỏi ngẩn ra đều không biết hắn có dụng ý gì. đang suy đoán, cung chí hai tay cầm kiếm khom lưng khom người trầm giọng nói: kiếm này tên là Vân Mộng Trạch sư phụ nghe nói chi châu ngay trong ngày viễn trinh đặc biệt tặng thanh kiếm này mong đại nhân vui lòng nhận cho. sư phụ của cung chí chính là Âu Dương Nam tay nghề đúc kiếm của người này vang danh thiên hạ cực kỳ xuất sắc mọi người đều không ngờ rằng Âu Dương lão ra khách khí như vậy, đều âm thầm kinh ngạc. Âu Dương Nam thành tâm như thế, Lưu Vân tự không khỏi thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, chỉ là sở trường của hắn là vô song liên quyền, không giỏi dùng kiếm. Hơn nữa từ khi đảm nhận chức quan hắn rất ít khi nhúng tay vào chuyện giang hồ, nghĩ đến kiếm pháp của mình qua loa như thế, sao có thể phí phạm của trời, phá hủy bảo bối nhân gian chứ? Lắc đầu liền nói, bảo kiếm tặng liệt sĩ, kiếm pháp của ta rất bình thường, sao có thể sử dụng một thần vật như vậy? Cùng chí sớm đoán được Lưu Vân Tất sẽ chối tử, cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía cố thiến hề nói, đại tiểu thư, kiếm này có thể chém vàng chảm ngọc, thực sự là một vũ khí hộ thân sắc bén, chi châu đại nhân mang nó theo bên mình, có thể tìm lành tránh dữ, chỉ có lợi mà thôi. Cố thiến hề nghe thanh kiếm này đủ để hộ thân, lập tức tập trung. Nàng và Lưu Vân xa cách chia lìa nhiều năm, khó khăn mới đoàn tụ, tất nhiên là muốn bao bọc tính mạng của người trong lòng. Chỉ cần là việc có lợi cho Lưu Vân, nàng cho dù phải đánh đổi tất cả cũng vui vẻ chấp nhận, huống chi người ta đưa đến thành tâm như vậy. Lập tức đã đi tới, thấp giọng dặn dò nói, Âu Dương lão gia đặc biệt tặng lễ, sao có thể thoái thác. Mau mau nhận đi. Cùng chí nghe xong lời này, tự cũng vội vàng hát đệm, chi châu đại nhân vọng trọng quê nhà, trên chiến trường nếu có sơ suất, chúng ta chắc chắn vô cùng đau đớn, tự trách mình rất nhiều. Đây là tâm ý của sư phụ ta, xin hãy nhận lấy đi. Lư Vân nghe cố thiến hề nói vậy cũng không thoái thác nữa. Lại nhìn bộ dáng của cùng chí, xem ra nếu mình tiếp tục từ chối hắn sẽ không thể quay về báo cáo với sư phụ. Lưu Vân mấy năm nay cũng học được không ít lõi đời tình người, đầu sắt thư sinh của hắn cũng đã tiến bộ rất nhiều, lập tức ho khan vài tiếng, liền nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Thỉnh sư ra truyền lời trở về, nói hạ quan bái lĩnh thịnh tình, dùng kiếm này tự vệ phòng thân, tuyệt không cô phụ lão ra hậu ái. Cùng chí đại hỷ, nói, cần phụng bảo kiếm, hy vọng chi châu đắc thắng. Sớm ngày bình an trở về, nói dơ thanh kiếm lên ngang vai mình trao thanh kiếm và vỏ kiếm vào tay Lưu Vân. Lưu Vân một tay tiếp nhận, lòng bàn tay hơi trùng xuống, trong lòng nhất thời dùng mình, thanh kiếm thật nặng. Mọi người tập trung lại gần, nhìn kỹ hơn, chỉ thấy vỏ kiếm được làm bằng gỗ môn, toàn thân nâu đen, không có hoa văn trang trí, cũng không tua rua đính kèm, hình dạng mộc mạc, giống như một miếng gỗ lớn màu đen, không biết có chỗ nào tuyệt diệu. Thấy mọi người nghi ngờ, cùng chí vội vàng tới giải thích, kiếm này dài bốn thước, chỉ vì thân kiếm sắc nhọn, ánh kiếm như nước, đẹp như đầm lầy lớn, sư phụ đã tra cứu sách cổ, cuối cùng nghĩ ra cái tên, vân mộng trạch, bảo kiếm hiếm có, mong chi châu đại nhân sẽ thử kiếm. Lư vân không nói gì, lập tức rút kiếm khỏi vỏ, chỉ nghe ong một tiếng, trong đại sảnh bùng lên ánh sáng, quả nhiên lưỡi kiếm như nước, trong đại sảnh ánh sáng vô hình chuyển động mọi người đều sửng sốt khen ngợi, thật là một thanh kiếm tốt. Lưu Vân nhìn thấy vậy, cũng âm thầm bày tỏ sự kinh ngạc, giờ kiếm lên làm một đòn giả, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng, giống như gió thổi nhẹ, đủ thấy độ dẻo dai linh hoạt của lưỡi kiếm đã đạt đến cực cảnh. Hóa ra thanh kiếm này có lai lịch bất phàm, là một trong năm vũ khí được kiếm thần, Trác lăng chiêu để lại tại thiết sơn trang. Năm đó Hồng Vũ Thiên Lư nhóm lên thần hỏa, sắt khí hóa thành cốt cuối cùng trong tay đệ nhất luyện thiết sư đánh ra mười mấy binh khí trong đó một thanh vương giả vũ khí sắc bén đó là khoáng cổ tuyệt kim thần kiếm cầm long sau đó chắc lăng chiêu thử kiếm ra chiêu tuy rằng phá hủy rất nhiều binh khí nhưng thiết tinh làm ra rất nhiều lưỡi dao sắc bén rốt cuộc vẫn là để lại năm lưỡi kiếm hoàn hảo vô khuyết được âu dương nam đánh ra từng cái một thanh kiếm này là một trong số đó thành Vân Mộng Trạch này từng bị nhầm là cầm long, một khi ra khỏi vỏ, giống như xuất thủy phù dung, hết sức sặc sỡ lóa mắt. Kiếm này nếu ở bảng xếp hạng thiên hạ, nhất định có thể vào hàng 10 binh khí tốt nhất, bất kể là trấn phái chi bảo, xích long, của điểm thương, hay thiên hùng, của thần đao môn, đều không thể so sánh được. Chỉ là cùng chí biết Lưu Vân tính tình cương trực, không thích kiếm này có liên quan đến trác lăng chiêu, cho nên giấu giếm không nói, để tránh hắn lại vứt bỏ không cần. Lưu Vân đang định tra kiếm vào vỏ, chợt thấy cổng chí đưa tay vào trong ngực, lấy ra một phong thư đưa vào tay Lưu Vân. Trong miệng thấp giọng nói, phong thư này làm phiền chi châu đại nhân. Nhìn bộ dạng lén lút của hắn, Lưu Vân nhất thời cảm thấy kinh ngạc, hắn thuận tay tiếp nhận phong thư, nhìn thấy chỗ niêm phong có viết, khẩn thiết chuyển cho thiết nghiêu nhi Âu Dương Dũng, không khỏi thở dài, tự hỏi ý đồ của cùng chí là gì. Cùng chí đầy mặt tha thiết, dựa sát vào người hắn nhỏ giọng nói, Âu Dương Dũng này là con trai sư phụ ta. Hắn năm xưa bị kẻ gian hại, nên nhầm đường lạc lối, gia nhập sơn trải. Đến nay đã rời nhà 30 năm. Sư phụ ta tuổi tác đã cao, ngày đêm lo lắng cho đứa con yêu quý nhưng không tìm được cách gửi thư hỏi thăm. Cầu mong đại nhân thương cho sự nhung nhớ yêu thương con cái của lão nhân gia, giúp thành toàn chuyện này. Sau khi nghe lý do này, Lưu Vân trong lòng đã hiểu rõ. Năm đó triều đình xảy ra đại hỏa, không biết đã khiến bao nhiêu gia đình tan nát, Lưu Vân từng nghe thanh y tú sĩ nhắc đến, năm đó đại nhi tử của Âu Dương gia chịu liên lụy án Hồng Vũ Thiên Lư, bị đầu độc mất tiếng, xung quân lưu đày, không chịu nổi sự bức hại của triều đình, cũng đến nộ thương sơn. Lưu Vân tuy là mệnh quan triều đình, nhưng hắn tính tình chính trực, thâm hận gian thần làm việc ác, trên mặt lộ vẻ thương xót rất nhiều, gật đầu đưa phong thư cất vào ngực. Cùng chí thấy hắn khẳng khái tương trợ, không hề có ý phản nghịch, nhất thời đầy mặt khâm phục ngưỡng mộ, chắp tay nói, chi châu nổi tiếng nhân nghĩa, tiểu nhân đã được chứng kiến. Lưu Vân vỗ vỗ đầu vai hắn, thấp giọng nói, sư gia nói lời này có ý gì, Lưu Mỗ là nho sinh, không phải là đau bút. Hắn sợ mọi người khả nghi, lập tức không hề nhiều lời, tự xoay người sang chỗ khác, cất cao giọng nói, Âu Dương lão ra tặng bảo kiếm, có thần vật này chăm sóc, Lưu Vân chuyến này nhất định bình an trở về. Giữa tiếng khen ngợi của Lý Phó Quan, Hồng Bộ Đầu, Cố Thiến Hề đi tới, hai người nắm tay nhau, nhìn nhau hồi lâu, mặc dù không nói với nhau một lời, nhưng hết thảy tình yêu quyến luyến đều không cần nói cũng hiểu. Đám người tiểu hồng, hồng bộ đầu nhìn vẻ mặt của hai người, khóe miệng đều mỉm cười, chỉ có cùng sư gia là người duy nhất nhíu mày thật sâu, quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây đen che khuất mặt trời, một cơn mưa lớn sắp ập đến bất cứ lúc nào. Trời có mưa gió thất thường, việc đến thiếu lâm lần này, chỉ sợ gian nan vô cùng, chi châu đại nhân, xin hãy bảo trọng. Mây mưa kéo dài từ bắc xuống nam, bao trùm ngàn dặm núi sông, bóng tối dày đặc, kinh thành nhiệt nguyệt vô quang, rõ ràng đã là sau giờ ngọ nhưng lại đen kịt như đêm khuya, phủ đại đô đốc nổi lên ánh nến, càng có vẻ sắc trời âm trầm. Hắc, nhìn tình thế này, tám phần là sắp mưa. Giọng nói này mang theo khẩu âm hồ bắc, giọng điệu kéo thật dài, người đang nói có khuôn mặt to tròn mập mập, chính là cận vệ hàng đầu của liễu ngang thiên, xuất thân võ đang vi tử tráng. Ngồi bên cạnh là nam tử cao lớn đeo găng tay sắt bên phải, chính là ngũ định viễn. Hắn nhìn bầu trời u ám, cau mày nói, "Thật khó chịu. Hai ngày tới ta phải rời kinh thành, trên đường không có mưa thì tốt rồi." Chưa nói xong, một tiếng ầm lớn vang lên, ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng, trong tiếng hô của mọi người, nhìn thấy tia sét từ trên trời bay xuống, giống như một con rồng đang thăm dò, nổ tung trên bầu trời kinh thành, trong nháy mắt nhuộm trắng thiên địa vạn vật. Lôi thần rít gào, vang lớn ầm ầm. Chân trời mưa to ập xuống, lộp độp nặng nề. A à, a. À. Giữa tiếng sấm rền, trong đại sảnh vang lên một tiếng kêu trẻ con, thấy đứa trẻ nhỏ đang run rẩy bò vào vòng tay của Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn vỗ ngực, an ủi nói, "Đừng sợ hãi, chỉ là sấm sét mà thôi." Vi Tử Tráng thấy đứa nhỏ kia nhát gan như vậy, không khỏi cười trêu nói, "Thật là, ngươi sắp 10 tuổi rồi, sao còn sợ sét đánh?" lại đây để vi bá bá nhìn một cái. Ngũ Định Viễn nhẹ nhàng kéo đứa trẻ ra, hòa nhã nói, "Mau qua đi, qua gặp vi bá bá." Ngoài cửa sổ mưa to như thác nước, trên trời sấm sét vang rền, đứa trẻ sợ hãi, nhăn mặt đen thui, thấp giọng gọi, "Vi bá bá." Vi Tử Tráng nhìn đứa trẻ gầy gò trước mặt, không khỏi mỉm cười. Khi đó, Ngũ Định Viễn từ Trường Châu trở về kinh không mang một lão bà như hoa như ngọc về mà bên cạnh lại có một tiểu quỷ teo tóp. Thấy hắn rất yêu quý đứa nhỏ này, còn tìm đến Thầy Bói để đường đường chính chính đặt cho con trai một cái tên hay là Sùng Khanh, nghĩ đến Ngũ Định Viễn chắc hẳn cũng có suy nghĩ sâu xa, tương lai muốn nghĩa tử chịu khó đọc sách, học hỏi Lưu Vân đi khảo thí, cũng có thể sẽ đạt được chút công danh gì đó. Vì Tử Tráng đang định trêu chọc đứa trẻ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân mưa lớn chút vào đại sảnh mấy gia đình vội vàng đóng cửa sổ và cửa ra vào vi tử tráng hét to đừng đóng lại một lát sẽ nhàm chán mở một số cửa trong phòng ra một tiếng gầm vang lên như sấm sét gia đình vội vàng làm theo chỉ dẫn trải vải khô xuống đất cạnh cửa sổ vi tử tráng ừ một tiếng thật là vừa lòng chợt đứa nhỏ bên cạnh không khỏi run lên đôi mắt to nhìn chằm chằm xuống đất như thể đang khóc Vi tử tráng tỉnh giác, nhận ra mình đã hù dọa đứa trẻ, liền lấy từ trong lòng ra một thỏi vàng nhỏ, nhét vào tay đứa trẻ, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, là vi bá bá quản giáo bọn họ, không phải cố ý dọa con, hiểu chưa? Đứa trẻ đang ré lên, cầm thỏi vàng trong tay, không biết có nên cất đi hay không, liền nhìn về phía ngũ định viễn. Ngũ định viễn xuất thân bổ đầu, biết đạo lý đối nhân xử thế, mỉm cười liền nói, bá bá thưởng, còn không mau nói lời cảm tạ. Đứa nhỏ vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm đĩnh bạc trên đầu, hoàng sợ quỳ xuống đất, dập đầu nói, cảm ơn bá bá. Vi tử tráng kéo nó đứng dậy, cười nói, ngươi là một đứa nhỏ nông thôn, chỉ vì một thỏi vàng mà liền làm như vậy, đừng để người khác thấy làm trò cười. Hắn chỉ vào một tỷ nữ ở góc đại sảnh, ấm áp nói, đi chơi với tỷ tỷ kia đi, bá bá và cha con có chuyện muốn nói. Đứa trẻ ồ lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn, thấy tỷ nữa kia đang mỉm cười, trông rất thân thiện. Đứa nhỏ này luôn luôn thẹn thùng, tuy thấy tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng vẫn không dám nói nửa lời, tự co người cúi đầu để tỷ nữa kia nắm tay đi. Trời mưa rất to, nước tràn ngập khắp nơi. Hải tử cùng tỷ nữ rời đi, trong phòng khách không một tiếng động, nước bắn tung tóe khắp nơi, ngoài sân mưa rơi khiến trong phòng càng thêm im lặng. Hơn chục bàn ghế trống trơn, chỉ có Ngũ Định Viễn và Vi Tử Tráng ngồi đối diện nhau. Ngũ Định Viễn khoanh tay nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng, lòng tràn đầy tịch liêu, chỉ đang chìm đắm trong suy nghĩ. Một năm trước, một lão giả uy nghiêm ngồi trên ghế lớn đối diện, bên trái là một công tử gia tuấn tú, bên phải là một hán tử hung mãnh, còn có thư sinh chính trực ngay thẳng, bộ khoái cương trực, các thuộc hạ đi cùng, mọi người cười nói vui vẻ cực kỳ khoái hoạt. Tiếng mưa xôn xao, cảnh tượng trong đầu hắn dần dần mở đi, xung quanh quạnh quẽ tịch liêu, ngoại trừ khuôn mặt mập mạp của vi tử tráng, trước mặt hắn không thể nhìn thấy ai khác. Ngũ định viễn duỗi tay vỗ mặt, thở dài. Vi tử tráng thấy ánh mắt của hắn dại ra, không khỏi ho khan, bưng bát trà lên hỏi, khi nào thì đi thiếu lâm. Ngũ định viễn nhìn chính giữa đại sảnh, bình tĩnh nói, ngày mai đi. Vi tử tráng nhấp một ngụm trà, gật đầu, sớm tới giúp đỡ, nộ thương tái khởi, không phải chuyện đùa đâu. Ngũ định viễn thần thái tiêu điều vắng vẻ, lo việc của mình, nhìn trong sân mưa to. Những hạt mưa rơi khắp nơi, những giọt nước trong sân bắn lên, từ đây trông giống như hàng ngàn chú lính nhỏ đang đứng thành đội hình, chiến đấu quyết liệt trong sân. Chém đi, giết đi, thiên hạ quần hùng sẽ đến thiếu lâm. Kết quả của trận chiến này sẽ ra sao? Gian thần giữa đường, anh hùng hào kiệt lại tìm cách giết nhau, chính mình cũng đi vào biển khổ này. Trên đời còn ai có thể thoát khỏi cục diện hỗn loạn này? Đất nước hoang tàn, vô số ngôi nhà đã bị phá hủy ngay cả trước khi chiến hòa nổ ra. Nghĩ đến gia nhân kia, ngũ định viễn không khỏi cảm khái. Mấy ngày nay hắn chằn chọc khó ngủ, trong lòng lo lắng nhớ mong. Mỗi khi nghĩ tới nàng mất tích liền cảm thấy như ngồi trên đống than, đống lửa. Khuôn mặt trắng như tuyết với chiếc mũi thẳng và khuôn miệng anh đào của Diễm Đình hiện ra trước mắt, Ngũ Định Viễn đưa tay ra che mặt, cái miệng lớn dưới lòng bàn tay khẽ co giật. Diễm Đình, nàng ở đâu? Cửu Hoa Sơn bị chính đạo bao vây, Thanh Y Tú Sĩ bỏ núi đi xa, hai thiếu nữ Diễm Đình, Quyên Nhi mất tích không rõ. Tin tức truyền đến, hắn bàng hoàng đến ăn ngủ không yên nửa tháng chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của giai nhân định viễn người đã đến rồi một tiếng uy nghiêm hỏi chuyện vang lên đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của ngũ định viễn ngẩng đầu nhìn thấy một lão giả mặc áo choàng chậm rãi đi ra từ nội sảnh chính là liễu ngang thiên ngũ định viễn vội vàng đứng dậy chắp tay nói hầu ra liễu ngang thiên khẽ gật đầu ra hiệu cho ngũ định viễn ngồi xuống Thấy liễu ngang thiên có phúc khí như vậy, dù tự nhận mình có bệnh nhưng xung quanh vẫn có mỹ nhân hầu hà, tay trái một nữ phi 40 tuổi chính là tứ di thái, bên phải là một nữ tử dung mạo thanh lệ, khoảng 30 tuổi, là tiểu thiếp thất phu nhân. Ngũ định viễn nhìn lại, thấy bụng nàng đang phình ra, hẳn là có thai 7-8 tháng. Trong thời loạn thế này, còn có chuyện vui sao? Ngũ định viễn vừa mừng vừa sợ, vội hỏi vi tử tráng thất phu nhân có hỉ. Vi tử tráng chưa kịp trả lời, liễu ngang thiên đã cười lớn nói, đương nhiên là có hỉ, có thể béo được sao? Nhìn thất phu nhân mặt đỏ tía tai, có vẻ xấu hổ, ngũ định viễn vội vàng đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói, ti chức chúc mừng hầu ra. Liễu ngang thiên cười sảng khoái, có vẻ hài lòng. Phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành, liễu ngang thiên đã ngoài sáu mươi mươi, lần này càng già càng dẻo dai uy vũ như hổ trên giường đương nhiên muốn công khai chuyện này ngũ định viễn vừa ngạc nhiên vừa khâm phục nói lời chúc mừng càng chân thành liễu ngang thiên cười ha hả bộ dáng uy nghiêm như vậy trong đại sảnh vang lên vô số tiếng vang ngũ định viễn nghe vào tai không khỏi lại thở dài giờ phút này hỉ sự lâm môn nếu như trước đây liễu môn chắc chắn sẽ rộn ràng náo nhiệt nhìn chủ tướng trực tiếp của mình trai già đẻ ngọc tần trọng hải sẽ kiếm chuyện như thế nào còn không phải là người đi đầu tác loạn sao không trêu chọc lão nhân thêm mắm dặm muối chắc chắn không cam lòng liễu ngang thiên bị trêu chọc đương nhiên sẽ giả bộ đánh người sau đó dương túc quan lại chu đáo tặng dược liệu quý lư vân nghèo kiết hù lậu chỉ có thể cầm điển tịch giảng nói y học an thai mọi người cãi nhau ầm ĩ nói chuyện không ngừng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ là bây giờ không thể so với ngày xưa, hiện nay trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngựa xe lạnh lẽo, không những không còn dấu vết của văn dương võ tần, mà ngay cả hai người mới lưu ngũ cũng chỉ có một người đi cùng. Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có liễu ngang thiên cười, tiếng cười thưa thớt, càng ngày càng trầm, càng ngày càng thấp, cho đến khi trở nên im lặng. Xôn xao, ngoại trừ trong sân mưa to vẫn tiếp tục, không còn một âm thanh nào khác. Liễu Ngang Thiên lau khóe mắt, không biết là cười đến quá mức vui vẻ, hay là trong lòng ẩn cảm bi thương mà rơi lệ. Ông chậm rãi ngồi xuống, vỗ vỗ bàn trà trong tay, lớn tiếng nói, "Định Viễn, lại đây, tới nói chuyện giải sầu với lão phu." Chỗ ngồi cạnh bên trái Liễu Ngang Thiên, luôn là chỗ ngồi đệ tử thứ nhất trong Liễu môn, người ngồi đương nhiên là Dương Túc Quan, nhưng hiện tại, Phong Lưu Tư Lang Chung đã đến Thiếu Lâm, vị trí tất nhiên là không có một bóng người. Ngũ Định Viễn không suy nghĩ sâu xa, lập tức khom người chắp tay, tiến tới ngồi xuống. Hai người đứng cạnh nhau, Liễu Ngang Thiên nhìn sang, cầm bàn tay sắt của Ngũ Định Viễn lên xem xét kỹ lưỡng rồi khen, trước đây chưa xem kỹ, lại chưa biết những chiếc găng tay này được làm bằng thép nguyên chất, có nặng không? Ngũ Định Viễn lắc đầu nói, chỉ khoảng 10 cân thôi, không nặng chút nào. Một bàn tay già nặng 10 cân, không thể tính là nhẹ, Ngũ Định Viễn đáp lời như vậy, chỉ là một chữ khiêm tốn mà thôi. Vi Tử Tráng thấy họ ngồi xuống, lập tức bưng ấm trà rót trà cho hai người Liễu Ngũ. Liễu Ngang Thiên cười nói, "Định Viễn a, à, ta nghe Vi hộ vệ nói qua, xem ra võ công của ngươi càng ngày càng tốt, võ Lâm Trung Nguyên hiện tại không có nhiều người có thể đánh bại ngươi." Lời này đúng không? Ngũ Định Viễn luôn dè dặt Nghe xong những khen ngợi này, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, vi hộ vệ quá khen. Mỗi trưởng môn chính giáo bản lĩnh thông thiên, võ công rất lợi hài. Thuộc hạ một thân võ học thô thiển, sao có thể so sánh? Một thân võ công của ngũ định viễn thật là thiên bẩm, đều cùng là truyền nhân thiên sơn với tần bá tiên, thân thủ của hắn như vậy mà tự xưng là thô thiển, thiên hạ có ai dám tự xưng là cao thủ? Vi tử tráng lúc này đang rót trà, nghe xong không khỏi ho khan hai tiếng cho rằng mình không đồng ý liễu ngang thiên cười lớn vỗ vỗ vai ngũ định viễn nói định viễn khí phách của ngươi đâu trong thế cục triều đình hỗn loạn không có khí phách là không được ở đây chỉ có mấy người chúng ta nói ngươi mạnh là thiệt tình khen ngươi hà tất phải khiêm nhường như vậy ngũ định viễn nghe ông khiển trách cuống quyết đứng dậy nói đa tạ hầu ra chỉ điểm thuộc hạ biết sai rồi Liễu ngang thiên khẽ mỉm cười, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hai mắt lại nhìn chầm chầm vào định viễn. Liễu ngang thiên vào chiều đã lâu, dẫn dắt vô số thuộc hạ, chính trực, âm hiểm, đần độn, dũng mãnh. Nhiều như cá giết qua sông. Ngũ định viễn trước mặt mặc dù có chút lõi đời, nhưng cũng không phải là kẻ su nịnh. Xét theo mấy năm rèn luyện quan trường thì hắn chưa tiến bộ nhiều, vẫn là bổ khoái quê mùa lương thiện như ngày nào nhưng nói trắng ra thùng thuốc nhuộm lớn trốn quan trường lại chưa hề làm vấy bẩn hắn đây là chuyện hiếm thấy ngẫm nghĩ khóe miệng liễu ngang thiên mỉm cười ông nhìn thoáng qua ngũ định viễn đột nhiên nói định viễn ngươi thành thật trả lời lão phu nếu ngươi cùng vi hội vệ so chiêu hai ngươi ai thắng ai thua ngũ định viễn a một tiếng chưa trả lời vi tử tráng đã nói thuộc hạ không phải là đối thủ của định viễn Liễu Ngang Thiên khẽ mỉm cười, nói, được rồi, Lão Phu hỏi thêm một người nữa, nếu như năm đó ngươi so tài với Trác Lăng Chiêu, ngươi có chắc chắn nắm phần thắng không? Ngũ Định Viễn lắc đầu thở dài, thấp giọng nói, kiếm thần nếu cầm thần kiếm, tỷ chức không phải là đối thủ. Liễu Ngang Thiên khẽ mỉm cười nói, có thể tay không đánh Trác Lăng Chiêu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ông nheo mắt, nhấp một ngụm trà, cúi đầu nói, ta lại hỏi một người, được không? Ngũ định viễn vội nói, hầu ra mời nói. Liễu ngang thiên ngẩng đầu, liếc nhìn sang một bên rồi thấp giọng nói, người nếu so chiêu cùng trọng hải, ai thua ai thắng. Lời này vừa nói ra, vi tử tráng không khỏi kinh ngạc, ngũ định viễn cũng thở dài, hai người đang định hỏi chi tiết thì nghe thấy một tiếng vang lớn, một bát trà rơi xuống đất bị đập vỡ thành từng mảnh. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là thất phu nhân. Chỉ thấy nàng che miệng kêu lên, đôi mắt đẹp mở to, thần sắc có vẻ thập phần kinh ngạc. Vi tử tráng vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt hai vị phu nhân, chắp tay nói, hai vị chủ mẫu, trời đang mưa to, ngoài hành lang trơn trượt, cẩn thận kẻo té ngã, khó tránh khỏi động thai khí, mau đến nội sảnh nghỉ ngơi đi. Tứ Di Thái biết lão già có chuyện quan trọng cần bàn, thân là nữ nhân, tất nhiên là không dám nghe nhiều, vội vàng đứng dậy đi về phía sau. Thất phu nhân vẻ mặt do dự, tuy hai chân hướng về phía trước nhưng khóe mắt lại không rời liễu ngang thiên, tựa như không muốn rời đi. Vi tử tráng thấy, càng là tận tình đỡ nàng, đưa vào phòng khách riêng. Quyền 13 chương 1 thiên nhai cộng thử thời, hồi 3 Một lúc sau, vi tử tráng quay lại, ngũ định viễn thấy trong đại sảnh không có người nào khác, lập tức sợ hãi đứng lên, thấp giọng nói, đại nhân, ngài. Ngài muốn ta so chiêu với tần tướng quân, chính là muốn bắt hắn sao? Liễu ngang thiên lắc đầu nói, đừng nghĩ lung tung như vậy. Ta muốn bắt hắn, hà tất còn muốn ngươi ra tay. Binh pháp của hắn cũng là học từ ta, nếu thật sự muốn so tải binh pháp, hắn đánh không lại ta. Ngũ định viễn vội vàng nói, hầu ra. Tại sao ngài lại muốn ta, liễu ngang thiên thở dài nước mắt trào ra khóe mắt nói nói đến các ngươi có lẽ không tin ta có chút nhớ hắn tai nghe tiếng ngạc nhiên của mọi người liễu ngang thiên tự cúi đầu thở dài đứa nhỏ trọng hải này hợp ý ta ta có nhiều thuộc hạ như vậy nhưng không ai trong số họ được ta quý mến bằng nó năm ấy nó tàn phế ngồi tù nghe nó sẽ chết lòng ta đau đớn nhưng bây giờ nó vẫn còn sống nhưng lại đi theo con đường giống như cha mình ta nghe xong trong lòng càng phiền muộn ngũ định viễn trong lòng đồng tình mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy tay liễu ngang thiên an ủi ông một chút liễu ngang thiên không hề phát hiện ra ông nhìn trong sân mưa to nhỏ giọng nói ta già rồi không biết đời này có thể gặp được hắn hay không định viễn nếu gặp được trọng hải hãy thay mặt lão phu truyền cáo một lời liền nói liền nói ta mệt rồi muốn quy ẩn cùng hắn. Đột nhiên nước mắt trào ra. Liễu ngang thiên vẫn luôn yêu thương Tần Trọng Hải, hai người nói chuyện với nhau tình như phụ tử, người trong liễu môn đều biết rất rõ. Ngũ định viễn nghe vào tai cũng cực minh bạch. Có vẻ như liễu ngang thiên đã chuyển giao binh quyền cho Dương Túc Quan vì ông không muốn xảy ra xung đột trực diện với vị tướng yêu thích trước đây của mình. Ngũ định viễn thấp giọng nói, hầu ra, Dương Lang Trung làm việc rất tốt, có lẽ có thể xoay chuyển tình thế ngài đừng lo lắng liễu ngang thiên ngơ ngác nhìn trong viện đột nhiên dỗi tay ra đè vào mâu bàn tay của ngũ định viễn nhẹ giọng nói định viễn bên cạnh lão phu không có ai cả hiện tại chỉ có ngươi chỉ có ngươi là người đáng tin cậy nhất người bản tính thành thật có tinh thần trí khí hiệp nghĩa hơn bất kỳ ai khác dù thắng hay thua trong trận chiến này sau khi ngươi trở về lão phu đều sẽ trọng dụng ngươi nói đến đây ông nắm chặt tay ngũ định viễn cắn răng nói cư dung quan khi ngươi trở về kinh lão phu sẽ chuyển lệnh xuống từ đây quân mã cư dung quan sẽ do ngươi tiếp quản cư dung quan này quan trọng biết bao không chỉ gần kinh thành có nhiều binh mã mà còn là một trong những vị trí hàng đầu liễn môn ngũ định viễn a một tiếng dung giọng nói cái này chuyện này sao lại xảy ra liễu ngang thiên thờ dốc nói tất nhiên là có rồi lão phu sẽ không nhìn lầm người. Kể từ khi đến kinh thành tới nay, ngũ định viễn trước sau đều làm những việc vặt vãnh như vận chuyển gạo vận chuyển lương thực, chưa từng nắm giữ binh quyền, không ngờ một khi được người khác trọng dụng, chức vụ đầu tiên của mình lại căng thẳng như vậy, trong lúc bàng hoàng, hắn chỉ mở miệng không nói nên lời, thậm chí quên mất nói lời cảm tạ. Mọi người nói chuyện một hồi, trời cũng đã tối, nhìn thấy liễu ngang thiên tiến vào đại sảnh, ngũ định viễn cũng dẫn theo nghĩa tử rời đi. Vi tử tráng giờ ô tiễn hắn ra tận cổng. Gia đình vừa mở cửa thì mưa lớn xối vào. Ngũ định viễn sợ vi tử tráng bị ướt, chắp tay liền nói, vi hộ vệ dừng bước, chúng ta xin phép. Mưa to đến nỗi nghĩa tử của ngũ định viễn chưa đi ra đã bị ướt nửa người, vi tử tráng trong lòng cảm thấy thương hại, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, nói, ngươi lần này đi đánh trận, chăm sóc một đứa bé sẽ không tiện sao không để nó lại kinh thành ta sẽ chăm sóc thay cho ngươi ngũ định viễn nghe được lời này nhất thời đại hỷ lời này hắn là cầu mà không được chỉ là không tiện nói ra hắn ngồi xổm xuống hỏi nghĩa tử khanh nhi cha sắp đi hà nam thời gian này con ngoan ngoãn theo vi bá bá được không đứa trẻ liếc nhìn vi tử tráng trong lòng có chút sợ thấp giọng liền nói cha người người khi nào trở về? Ngũ định viễn ấm áp nói, chỉ mấy ngày thôi cha sẽ trở về, mấy ngày này con ngoan ngoãn, khi trở về cha sẽ mang thứ gì vui cho con được không? Đứa trẻ tuy không vui vẻ lắm, nhưng nó sinh ra ở nông thôn, từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, dù nhíu mày cũng vẫn gật đầu. Ngũ định viễn đứng dậy, cười nói, đa tạ vi đại ca. Vi tử tráng nắm lấy bàn tay sắt của hắn, nói, Chuyển cáo dương lang chung một tiếng, mọi việc cẩn thận một chút. Trận này chúng ta không thể thua. Hai bên gia đình sông về phía trước đóng cửa lại. Ngũ định viễn đứng ở ngoài cửa, quay người nhìn bên trong, thấy mưa rơi không ngừng giống như một mảnh nước. Nghĩa tử ở trong cửa mở to hai mắt, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ngũ định viễn mỉm cười vẫy tay với nó, khuôn mặt nhỏ há miệng hét lên. Lúc này, cánh cửa từ từ đóng lại, khuôn mặt nhỏ dần biến mất rốt cuộc nhìn không thấy. Tia chớp đan sen, mưa lớn xối xả, ngũ định viễn hít một hơi thật sâu, tự mình bước ra ngoài, giờ phút này mưa rền gió dữ, tất cả người đi bộ trên đường sớm đã chạy trốn. Ngũ định viễn không cần chăm sóc con cái, đơn giản cũng không cầm ô, chỉ đi giữa đường. Lúc này không vướng bận gì nữa, dường như khôi phục lại tình cảnh một mình năm đó tâm tình thống khoái bước vào kinh thành. Những hạt mưa dày đặc đến nỗi dường như đang chút xuống, Ngũ Định Viễn chưa từng luyện qua Hỏa Tham nhất đao, nên không thể dựa vào nhiệt để làm bốc hơi nước. Tuy nhiên, hắn được coi là Nhất Đại Chân Long, nên có khả năng điều khiển nước, hắn đề nội tức, dưới sự trào dâng của chân khí, quần áo rót đầy nội lực, như mũ sắt giáp sắt, nước mưa khó thấm vào quần áo nên dọc theo cổ tay áo rơi xuống đất như không thấm nước. Năm đó chịu khổ tới kinh hiện giờ thần công cái thế, dù chặng đường có thăng trầm nhưng mấy năm nay cũng không phải là vô ích. Đi dọc đại lộ Trường An, trên người đều cực khô mát, hắn cúi đầu nghĩ tâm sự của mình, trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới Đại Minh Môn, nhìn thấy cách đó không xa một căn nhà lớn, chính là phủ đệ Dương Viễn. Ngũ định viễn nhìn chằm chằm vào ngôi biệt phủ cao sang đầy sương mù, không thể không dừng lại. Lần trước vào dương phủ chỉ đi xem sự tình, lúc đó chúng tướng liễu môn đều đi uống rượu lưu vân tình cờ gặp cố tín hề ở dương phủ hắn mất bình tĩnh gây ra nhiều chuyện cuối cùng nhờ đến sự giúp đỡ của tần trọng hải người có tình thành quyến thuộc có một kết thúc viên mãn ngũ định viễn mỉm cười khi nhớ lại những chuyện đã qua liền vào lúc này chợt nghe trước cửa dương phủ truyền đến tiếng gõ cửa có một giọng nói vang lên vị đại ca xin hỏi dương lang trung đã về nhà chưa Giọng nói đó là của một thiếu nữ, khi nói chuyện pha giọng mũi như bị cảm. Ngũ định viễn thở dài lắc đầu, dương túc quan được nhiều người ái mộ. Ngay cả khi mưa to trời tối, cũng có thiếu nữ tới cửa cầu kiến. Giọng gia đình truyền đến, lạnh lùng nói, cô nương này, ngươi đã hỏi ta mấy lần rồi, ta không phải đã nói rồi sao? Đại thiếu gia của chúng ta không có ở nhà. Thiếu nữ kia kêu một tiếng, nói, xin lỗi, vậy, vậy hôm khác ta sẽ quay lại với một tiếng cọt kẹt cánh cửa đóng lại tiếng mưa rơi tí tách ngũ định viễn đang ở giữa đường nhìn sang bên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ đang chậm rãi đi trên đường trên tay cũng không có ô nên bị xối ướt sung như gà rớt vào nồi canh ngũ định viễn nhìn vào bóng dáng của thiếu nữ thầm thở dài dương túc quan với võ công gia thế như vậy nữ nhi bá tánh tầm thường sao có thể xứng đôi thấy nàng ta si tâm vọng tưởng như thế, chỉ sợ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Thiếu nữ kia đang đi tới, trên đường có một cỗ kiệu đi qua, nữ hài nhi vội vàng tránh ra, nấp vào bên đường để quan sát. Nàng nghỉ chân bất động, si ngốc nhìn vào cửa lớn dương ra, tám phần cho rằng trong kiệu người là dương túc quan. Không lâu sau, kiệu kia dừng trước cổng dương phủ, một lão giả từ bên trong bước ra, lại là dương đại học sĩ hồi phủ. Chủ nhân hồi phủ, rất nhiều gia đình vội vàng mở ô ra nghênh đón, thiếu nữ kia chưa gặp được người, vẻ mặt cô đơn, không khỏi thở dài. Tiếng thở dài tràn đầy u oán cũng tràn ngập sự tương tư vô tận. Ngũ định viễn tâm sinh chắc ẩn, quay đầu lại nhìn nữ nhi si tâm này. Trong cơn mưa lớn, nhìn thấy mái tóc thiểu nữ nhỏ giọt ướt đẫm, dính vào chán, nhìn hàng mi dài của nàng thật tư dung diễm lệ, chẳng phải là diễm đình sao ngũ định viễn toàn thân run rẩy hai đầu gối mềm nhũn đúng là giải sắt không có cách nào tìm được đường đi gia nhân lại ở nơi ngọn đèn mờ ảo kể từ khi nhận được tin tức đại nạn cửu hoa sơn tới nay ngũ định viễn đã nỗ lực tìm kiếm diễm đình chuyến này chạy về kinh thành gặp người liền hỏi trong khoảng thời gian này hắn cũng bỏ ra rất nhiều tiền để nhờ thám thính tung tích của hai thiếu nữ cửu hoa sơn không ngờ lại gặp nàng ở đây ngũ định viễn trong lòng kích động không biết có bao nhiêu lời muốn nói, nên vội vàng chạy tới ngay tại chỗ. Bước chân mới động, liền thấy Diễm Đình sờ tay vào ngực, lấy ra một lệnh bài, cúi đầu khóc nức nở. Ngũ Định Viễn nhãn lực vượt xa người bình thường, động tác của hắn có uy lực kinh thiên động địa, lúc này hắn tập trung trong chốc lát, vô số hạt mưa phảng phất yên lặng giữa không trung, đôi mắt phóng ra xuyên qua làn mưa lớn mù sương, hắn nhìn rõ chữ trên lệnh bài là năm chữ triện binh bộ chức phương tư ngũ định viễn định đi tới nhưng khi lệnh bài này xuất hiện khiến chân hắn dường như nhũn ra không thể cử động được hắn cười khổ hai tiếng bước chân lùi về nhất thời trong lòng cũng u ám như mưa mọi nơi tia chớp đan sen tiếng sấm ù ù dương viễn sớm đã đi vào trong phủ cửa đóng chặt lại diễm đình nhìn thấy nhưng không có ý định di chuyển chỉ si ngốc mà canh giữ ở cửa Nắm chặt lệnh bài trong tay, dường như vẫn đang muốn đợi Dương Túc Quan về nhà. Đứa nhỏ ngốc, Dương Lang trung của ngươi đã đi thiếu lâm, ngươi sao còn có thể đợi được? Ngũ Định Viễn nhìn Diễm Đình từ nơi xa, trong lòng khẽ kêu lên như vậy. Trời tiếp tục mưa, hai người từng người đứng dưới mái hiên một ngôi nhà, dòng thác nước như một bức màn ngăn cách cả hai. Ngũ Định Viễn nghiêng đầu nhìn, giai nhân tuy ở trong gang tấc, nhưng thân hình mảnh khảnh của Diễm Đình dần dần mơ hồ dưới làn hơi nước mênh mông, xa cách tựa như chân trời góc biển. Ngũ Định Viễn đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình, chợt nghe một tiếng ho khan, Diễm Đình cúi đầu vỗ ngực, bộ dạng dường như thập phần khó chịu. Ngũ Định Viễn nhớ lại cuộc trao đổi vừa rồi giữa nàng và gia đình, khi đó giọng mũi của nàng vô cùng nặng nề, nói không chừng đã bị phong hàn. Ngũ Định Viễn lắc đầu, dỗi tay trái ra chạm vào hạt mưa rơi dưới mái hiên, bất giác thở dài. Nước mưa lạnh lẽo thấu tâm can, ngay cả, nhất đại chân long, cũng cảm thấy lạnh, đáng thương tiểu nữ hài diễm đình toàn thân ướt đẫm, nàng sao có thể chống đỡ. Sắc trời đêm ám, cũng đã là giờ ăn tối, diễm đình thấp thỏm nấn ná không chịu rời đi, đèn dần dần sáng lên, cửa sổ trên đường lần lượt sáng lên, cửa nhà dương gia cuối cùng cũng mở ra, diễm đình thần sắc kích động, đang định xông về phía trước, liền nhìn thấy một gia đình đi ra, thắp nến trước cửa, ánh đèn chiếu sáng mặt đất màu vàng. Trời đã tối rồi, xem ra Dương Túc Quan hôm nay sẽ không trở về nữa. Diễm Đình ướt đẫm mưa, chán nản, cuối cùng cúi đầu bước đi. Ngũ Định Viễn trong lòng lo lắng, tự bước đi theo sau lưng. Hai người rời đi không nói một lời, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Ra khỏi cửa thành, hai người đã đến vùng ngoại ô, ngũ định viễn nhìn tư phía, chỉ thấy xung quanh không có ai sinh sống, tối đen như mực, ngoại trừ tiếng nước bắn tung tóe không có bất cứ âm thanh nào. Hắn không biết vì sao Diễm Đình lại đến nơi này để qua đêm, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nhìn thấy Diễm Đình đi qua con đường mòn mây mù dày đặc, ngũ định viễn cũng không dám theo sát quá gần, chỉ giữ khoảng cách 10 thước, đi không xa thì đến một túp lều cỏ, Thấy Diễm Đình rúc vào một góc tìm tay nải của mình trong đám cỏ dại, lấy ra một chiếc màn thầu cúi đầu gặm. Túp lều tranh cực kỳ đơn sơ, Ngũ Định Viễn nhìn lại thì thấy đó là một chuồng ngựa đã bỏ hoang đã nhiều năm. Trong lòng Ngũ Định Viễn cảm thấy khổ sở, mới nhận ra Diễm Đình đang trong tình trạng nghèo túng tuyệt vọng, mấy ngày nay đã qua đêm ở nơi tồi tàn này. Mưa chút xuống từng đợt đánh vào lều giống như tiếng tỳ bà liên hồi. Trong bóng tối, Diễm Đình ngồi một mình trong túp liều tranh, dáng vẻ càng thêm cô đơn. Ngũ Định Viễn nhìn thấy, trong lòng cảm thấy chua xót, hốc mắt đỏ lên. Diễm Đình bị ngấm nước mưa đầy người, không ngừng ho khan, nàng nhóm lửa, đốt lửa trong lều để sưởi ấm, nhưng trời mưa to mấy ngày, củi đã ướt đẫm, đánh mấy viên đá lửa nhưng vẫn không nhóm được lửa. Diễm Đình một mình ngồi trên mặt đất, cảm thấy bất lực, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, lấy tay che mặt bật khóc thành tiếng. Đột nhiên, một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, sau đó một đôi bàn tay to lớn đỡ nàng lên, thấp giọng nói, "Bé ngoan, đừng khóc." Diễm Đình quay đầu lại, người trước mặt khóe mắt rưng rưng, vẻ mặt quan tâm lo lắng nhìn mình, chẳng phải là Ngũ Định Viễn sao? Bỗng nhìn thấy cố nhân, Diễm Đình bật khóc, lập tức ngã vào lòng, bi thanh nói, "Ngũ đại ca." đã bao nhiêu năm, ngũ đại gia cũng biến thành ngũ đại ca. Ngũ định viễn vô cùng đau buồn, ôm lấy diễm đình, nghẹn ngào nức nở, hài tử đáng thương, người đã chịu khổ rồi. Diễm đình ghé vào trong lòng ngực hắn, khóc dòng nói, sư phụ bị bao vây, ta thật sự không có cách đành một mình rời đi. Trên đường không tìm thấy sư muội, có rất nhiều kẻ xấu đến bắt ta, ta trốn tránh dọc đường, đánh nhau với bọn họ mấy lần, ngũ đại ca, ta nên làm gì bây giờ? Ngũ định viễn ánh mắt ôn nhu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nói, khoan hãy nói chuyện này. Người tới Kinh Thành bao lâu rồi? Diễm Đình khóc nức nở nói, ta tới Kinh Thành dược mấy ngày, ở đây khắp nơi đều là nha môn quan phủ, ta sợ người trong triều đình sẽ gây rắc rối cho mình, cũng không dám ở khách điếm, lại không tìm được người quen. Nàng nhìn xung quanh, nhìn bộ dạng kém cỏi của mình, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, cay đắng khóc, ngũ đại ca, ta. Ta thật vô dụng. Ngũ định viễn vươn tay trái, khẽ vuốt gò má nàng, ôn nhu nói, ngoan, đừng khóc. Trước tiên để đại ca sắp xếp cho ngươi, được chứ? Diễm đình nhìn hán tử trước mặt, chỉ thấy trong ánh mắt hắn tràn đầy quan tâm, đó là thần sắc cực kỳ chân thành. Nàng trong lòng cảm kích, rơi lệ đầy mặt, chỉ liên tục gật đầu, ngũ định viễn lấy tấm lệnh bài trong tay nàng không khỏi nghĩ đến dương túc quan nói chờ ngươi ổn định trước cuộc sống ổn định đại ca sẽ dẫn ngươi đi tìm dương lang trung được chứ diễm đình nghe được lời này nhất thời vừa mừng vừa sợ rồi khẽ kêu lên ngũ định viễn ái mộ mình đã lâu diễm đình sao có thể không biết tâm ý của hắn không ngờ vào giờ phút này khi nàng đang đau khổ phủ đầy bụi trần Ngũ định viễn lại không hề có ý nghĩ lợi dụng người khác. Diễm đình cảm kích nhất thời lại khóc lớn. Ngũ định viễn đưa tay ra, nắm chặt lòng bàn tay Diễm đình, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng gì cả, chỉ cần lão ngũ còn sống thì trên đời này không ai có thể chạm vào ngươi. Nào, đi cùng với ngũ đại ca thôi. Năm đó trong thần cơ động một mạng đổi một mạng, khi đó ngũ định viễn chỉ là bổ khoái võ nghệ thấp kém, dù gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn luôn giữ lời hứa. Bây giờ đã là truyền nhân của Thiên Sơn, nói chuyện càng đi nhất ngôn cửu đỉnh, sắc mặt càng kiên quyết. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của Diễm Đình, muốn đưa nàng rời đi. Diễm Đình lại không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu nhìn hán tử mạnh mẽ chân thành trước mặt, khóe miệng khẽ run lên. Ngũ định viễn lộ vẻ khó hiểu, hỏi, làm sao vậy? Lạnh sao? diễm đình rơi lệ đầy mặt đưa tay chạm nhẹ vào má ngũ định viễn nhân sinh luôn là như vậy luôn ở khoảnh khắc chịu khổ phủ bụi trần mới biết chân tình thế gian ngũ định viễn nhìn thấy diễm đình nghẹn ngào khóc nức nở rồi lại chậm chạp không rời bước ngũ định viễn bối rối không hiểu không đoán ra tâm sự ho khan một tiếng nói người thu xếp đồ đạc một chút xem có thiếu thứ gì không nói rồi đứng ở góc lều tranh để yên cho Diễm Đình khóc. Diễm Đình cúi đầu, quay lưng lại, lấy ra túi gấm sư phụ đưa cho. Nàng nhẹ nhàng mở ra lời chỉ dẫn cuối cùng của sư phụ, thấy bản địa đồ và tờ giấy mà nàng đã đọc vô số lần. Đó là một phần cẩn thận yêu quý, cũng là một phần dặn dò có tầm nhìn xa, phía trên chỉ viết ba chữ: Ngũ Định Viễn. Nước mắt chảy xuống gò má, Diễm Đình vẫn không nói một lời, từ từ đặt tờ giấy lại. Nàng quay lại nhìn tấm lệnh bài trong tay, lúc này khi khuôn mặt đầy nước mắt, khóe môi lại hiện lên nụ cười gượng gạo. Năm chữ triện rất phức tạp cho đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu được. Nàng si ngốc nhìn, châu lệ theo mưa rơi xuống rơi trên lệnh bài, năm chữ triện kia biến thành một bức tranh mờ ảo đẹp đẽ không còn nhận ra được nữa. Diễm đình đột nhiên che mặt, dỗi tay vung lên ném lệnh bài ra xa quyền 13 chương 1 thiên nhai cộng thử thời, hồi 4. Ngũ định viễn hoảng sợ, cả kinh nói, nàng. Nàng làm gì vậy? Diễm đình nghiêng đôi mắt xinh đẹp lại, nhìn chăm chú vào đại hán trước mặt, lập tức kêu lên ôm chặt lấy ngũ định viễn. Ngũ định viễn đột nhiên bị nàng ôm lấy, hoảng sợ, vội vàng nói, diễm đình, nàng. Nàng làm sao vậy? Hắn còn chưa kịp nói gì, thiếu nữ trong lòng ngực đã kiễng gót chân, hai tay vòng ra sau cổ, môi anh đào đã hôn lên tới. Hơi thở của thiếu nữ như hoa lan, đôi môi đỏ mọng mềm mại thơm ngát, dán ở ngoài miệng như đốt cháy tâm hồn. Ngũ định viễn kinh hãi khẩn trương, nhìn thấy khuôn mặt đầy nhu tình của diễm đình, đôi mắt nhắm chặt, chỉ chuyên tâm hôn hắn, hắn càng không biết cảm giác hiện tại là thế nào. Nhân sinh khó có được vài lần say. Trong lúc mộng đẹp trở thành sự thật, Ngũ Định Viễn lại có vẻ thập phần sợ hãi. Hắn tuy là đại nam nhân đã 35, 36 nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tình ý chân thành ôm hôn một nữ tử. Hắn không dám đẩy Diễm Đình ra, cũng không dám duỗi tay ôm lấy eo thon, không biết để tay vào đâu, ngón giữa chỉ có thể dính vào ống quần, như thể đang đứng nghiêm nghe giáo huấn. Có thứ gì đó bay trong cơn mưa lớn, tạo ra một tiếng động nhẹ và rơi xuống bãi cỏ một đôi bàn tay thon dài vươn ra, chậm rãi nhặt lên, hắn cúi đầu nhìn xem, trên tấm lệnh bài khắc mấy chữ, đó là năm chữ triện binh bộ chức phương tư. Đặt lệnh bài vào trong ngực, một bóng hình quay lại, người nọ tay trái bung dù, mặc bộ quần áo màu vàng, dáng vẻ trầm ổn, khuôn mặt tuấn tú, là chủ nhân của lệnh bài đã tới. Đêm mưa tịch liêu, phong lưu tư lang chung người mang trong mình việc thảo phạt nghịch tặc quan trọng, lại đi vào nơi hoang vu lúc đêm khuya hay là có mưu đồ gì dương túc quan đàm đạm cười nhìn lại phía lều tranh ngọn lửa chạy được thắp lên trong đêm tối nhìn từ xa ánh lửa thật ấm áp dường như thật ấm cúng không có mưu đồ gì cả chỉ vì hai vị cố nhân mà thôi việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn biển người mênh mang người không nên thừa nhận cũng không nên làm loạn cho dù là vạn người mắng, cũng không cần để ý. Nguyện tội nghiệp thiên địa đều quy về cho ta, Dương Túc Quan có thể nói ra những lời này, nhân sinh kết cục như thế nào, hắn sớm có giác ngộ. Hắn khẽ gật đầu về hướng liều tranh có hai người, thoáng chốc ống tay áo nhẹ phẩy, đã bay đi xa. Dương Túc Quan đầy bụng tâm sự, chậm rãi đi về phía kinh thành. Đại chiến sắp diễn ra, thiên hạ gió nổi mây phun, trận chiến sinh tử thiếu lâm khó đoán, giang sung cũng vậy, nội thương cũng thế, thậm chí kế sách của sư phụ cũng khiến lòng người bất an. Trận chiến này nguy hiểm như thế, để tránh tai mắt của kẻ khác, dương túc quan giả vờ đã rời khỏi kinh thành, những ngày này vẫn âm thầm đi lại xung quanh kinh thành. Hắn lén sai người theo dõi động tĩnh của Diễm Đình, đến khi ngũ định viễn hiện thân tiếp nhận, lúc này mới buông bỏ lo lắng. Việc nên làm đều đã làm, Lo lắng đã qua, không còn gì phải lo lắng nữa nên đã đến lúc lo những việc phía sau. Việc phía sau đó là di ngôn dặn dò. Kể từ khi nhìn thấy người đó ở Đạt Ma viện, hắn đã có giác ngộ hẳn phải chết. Với khí thế và thủ đoạn của Lưu Kính năm đó, vô tình rơi vào bẫy của triều đình, chẳng phải sẽ bị đám đông tấn công và nhận thất bại thảm hại hay sao? Dương Túc Quan tự biết một chân đã bước vào quỷ môn quan, trận chiến Thiếu Lâm nếu thất bại Vật tế thần nhất định sẽ chết, cho dù có may mắn thắng, vì người nọ trong đạt ma viện, sợ cũng khó thoát vận rủi. Cũng vì thế, khi rời nhà đã dặn đệ đệ Thiệu Kỳ đến gặp mình tại khách điếm Quảng Nam ở Đông Hoa Môn vào giờ tí tối nay, vì mẫu thân đệ đệ, hắn có vài việc đại sự muốn chính mình dặn dò. Đêm đã khuya, trời mưa đường trơn trượt, trên đường không thấy một bóng người đi bộ nào. Dương Túc Quan cầm ô trên tay, bồng bềnh qua đường như một bông sen trong vắt. Vẻ mặt hắn có vẻ thong dong, kỳ thực khóe mắt vẫn luôn chú tâm đánh giá tình hình, hai chân dần dần tăng tốc, đột nhiên tung người lên, phóng qua nóc nhà, biến mất trong con hẻm phía sau. Dương Túc Quan vừa ẩn nấp, liền nghe thấy trên đường phố có tiếng gào thét huýt sáo, bóng người chớp động, bốn phía nhà dân nhảy ra rất nhiều gián điệp, xem những người này xuất hiện với thần sắc kinh hoàng, chỉ nhìn lại dấu vết của mình. Từ khi tiếp nhận đại vi đại trinh bắc tới nay, tai mắt của Giang Sung được cài cắm khắp nơi, lúc nào cũng dò hỏi tiếng động, chỉ cần một chút không cẩn thận, việc quân cơ sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Dương Túc Quan đương nhiên thận trọng gấp bội. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân xa dần, Dương Túc Quan mới bước ra khỏi con hẻm, nhìn con đường tối tăm với vẻ mặt cô tịch. Thời kỳ loạn thế, thân bất do kỳ, Đôi khi còn không thể tin tưởng vào chính mình chứ đừng nói đến người khác. Đi được tới khách điếm, Dương Túc Quan không từ cửa đi vào mà từ sân sau trèo tường rồi chui vào bằng cửa bếp. Vừa bước vào đã nhìn thấy một lão phụ đang ngồi xổm dưới đất rửa bát, nhìn thấy một quý công tử vô cớ bước vào, bà chấn động muốn hét lên. Dương Túc Quan chỉ môi ra hiệu im lặng, sau đó từ trong túi thắt lưng lấy ra mấy lạng bạc vụn nhét vào tay lão phụ kia. Lão phụ kia thấy hắn tướng mạo tôn quý, vốn đã tâm sinh kính ý, nhìn thấy bạc lại càng vui mừng. Nhất thời chỉ cúi đầu liên tục trước dương túc quan, không hỏi thêm một câu nửa chữ. Tam phòng ở trên lầu, đệ đệ thiệu kỳ đã đợi sẵn, dương túc quan không muốn kinh động trưởng quầy nên bước chân chậm lại, thẳng tựa rơi xuống đất không tiếng động, vội vàng bước đi qua cầu thang rồi đi vào phòng cho khách. Khi đến cửa, dương túc quan nhìn xung quanh, thấy không có ai theo dõi, lúc này mới lắc mình đi vào. Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, đang định gọi Đệ Đệ thì chợt thấy căn phòng tối om, xung quanh không có ai. Dương Túc Quan trong lòng khả nghi, theo ước định giữa hai người, Đệ Đệ Thiệu Kỳ của hắn đang đợi anh trong phòng, sao có thể không thấy bóng người? Chẳng lẽ có việc vướng chân? Dương Túc Quan cảm thấy buồn bực, thắp một ngọn nến lên, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Rất lạnh, lạnh đến thấu tim gan. Cái lạnh này quá bức người, giống như có bóng ma sau lưng thổi hơi vào cổ, khiến phong lưu tư lang chung, toát mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng cảm thấy sau lưng truyền đến một hơi lạnh, trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy khẽ run. Mười năm chịu khổ, vô số đêm lạnh lẽo đáng sợ, tâm hồn đóng băng một cách quỷ quái, vĩnh viễn không vứt đi được đối mặt với nỗi sợ hãi vô cùng vô tận, một người có thể chạy vắt giò lên cổ, cũng có thể khóc lóc kể lể xin tha, đương nhiên, cũng có thể. Vèo, đầu chiếc ô quét thẳng về phía sau, dồn công lực toàn thân, nội lực thiên quyết chính tông bộc phát. Tiêu diệt, có tiếng đổ vỡ, tiếng bình rơi xuống đất từ phía sau truyền đến, phía sau không có kẻ địch. Dương túc quan sửng sốt, đưa tay ấn vào chuôi kiếm, đang muốn rút trường kiếm ra, bỗng nhiên trước mắt ánh sáng chói mắt, một tràn đèn lồng khổng minh đột nhiên sáng lên, căn phòng vốn tối tăm u ám bỗng chốc trở nên chói lóa, ánh sáng buộc Dương Túc Quan phải nheo mắt lại, không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi tay lập tức bảo vệ phần trọng yếu trước ngực, nhảy về phía sau. Đột nhiên ngực trượt lạnh, sau lưng đụng phải một vật sắt, vật đó dài và tròn, lạnh thấu xương, khóe miệng Dương Túc Quan phát run, toàn thân lạnh buốt, tự biết giữa lưng đụng phải nòng súng kíp, phía sau chỉ cần bắn một phát, hắn nhất định sẽ chết. Lúc này, ánh lửa lại lần nữa tắt, trong phòng lại thành một mảnh u ám, bên bàn trà truyền đến một tiếng thở dài, giọng nói kia trầm thấp, nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ đến việc đấu với ta. Người quá non, trăm triệu không thể đấu lại ta. Chưa từng nghe qua khẩu âm già nua, giống người hồ quảng nhưng khẩu khí lại khiến bản thân cảm thấy rất quen thuộc. Dương Túc Quan toàn thân run lên người tới thật sự lợi hại, căn bản không phát một chiêu nửa thức, nhưng lại chặt chẽ chế trụ võ công cao tuyệt của chính mình. Hắn tự biết không có phần thắng, lập tức cúi đầu khoanh tay, tay phải rời khỏi chuôi kiếm, tay trái ném chiếc ô ra ngoài, đã thừa nhận thất bại. Thanh âm kia thở dài, muốn mật báo sao? Ngươi, ngươi thoát được sao? Dương Túc Quan không có đáp lời, cũng không muốn đáp lời liền vào lúc này ngoài cửa truyền đến một khẩu âm trẻ con gọi ca ca ta đúng hẹn tới người ở bên trong không giọng nói này phổ thông chính gốc tự tự thanh thúy từng chữ đều rõ ràng người tới đúng là dương thiệu kỳ nghe thấy thiệu kỳ muốn đẩy cửa vào phòng thủ túc tình thâm dương túc quan không khỏi đổ mồ hôi lạnh nhưng lại nghe được thanh âm khẽ thở dài nghĩ cho mẫu thân đệ đệ người làm đại ca nên ngoan một chút không phải sao đôi mắt của dương túc quan lóe lên sự tức giận không còn quan tâm đến việc súng kíp phía sau có giết chết mình hay không lập tức nhảy về phía trước lao về phía nơi phát ra âm thanh tiếng lách cách vang lên trong phòng hỗn loạn dương thiệu kỳ ở ngoài cửa kinh ngạc vội vàng đẩy cửa phòng thét to ca ca làm sao vậy dương thiệu kỳ tay cầm đèn dầu chỉ thấy trong phòng có hai người một người là ca ca mình nhìn hắn đầy mặt sát khí bóp chặt một lão già không buông. Dương Thiệu Kỳ nhìn kỹ, thấy lão già trên mặt tràn đầy hoảng sợ, lưỡi thè ra, hai tay run rẩy liều mạng lay động, giống như sắp chết. Dương Thiệu Kỳ cả kinh kêu lên, ca ca, người này là trưởng quầy dưới lầu, đừng đánh chết hắn. Dương Túc Quan nghe xong lời này, thoáng chốc tỉnh táo lại, hắn chừng mắt nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái, buông đôi tay ra, tự mình nhảy lên. Dương Thiệu Kỳ tiến lên đánh giá lão nhân, người này đầy mặt nếp nhăn, quả thực chính là trưởng quầy mà hắn đã nhìn thấy khi đặt phòng hai ngày trước. Dương Thiệu Kỳ cả kinh nói, trưởng quầy làm gì vậy? Ai cho ngươi vào phòng của ta? Trưởng quầy xoa xoa cổ họng, vẻ mặt xấu hổ, khàn giọng nói, xin lỗi, có người cho ta 50 lượng bạc, muốn ta canh phòng, nói nếu có người tiến vào, ta liền. Ta liền. Dương Túc Quan không muốn đệ đệ nghe nhiều về chuyện giang hồ, lập tức giật lấy tờ giấy trong tay trưởng quầy, lạnh lùng nói, người đọc mấy câu đó theo tờ giấy này thôi phải không? Trưởng quầy thần sắc sợ hãi, liên tục gật đầu nói, đúng. Đúng. Dương Túc Quan hít một hơi thật sâu, kéo trưởng quầy đứng dậy, chỉ về phía cửa, lạnh lạnh nói, đi ra ngoài. Trưởng quầy đầy mặt tươi cười, chỉ phải cuống quýt ra cửa, Dương Túc Quan không muốn để ý nhiều hơn, hắn cúi đầu nhìn tờ giấy, quả nhiên thấy trên đó viết mấy câu. Từ cửa phòng mở ra, bình hoa vỡ vụn, viết cho đến khi thắp đèn khổng minh, mọi sự tình đều được viết theo thứ tự. Chủ nhân của tờ giấy này quả thực rất đáng sợ, là một quyền mưu thuật sĩ hiếm có trong thiên hạ. Dương Túc Quan hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn vào phòng, thấy một chiếc tủ cao bằng nửa người đứng cạnh tường, trên tủ có thứ gì đó lại là một thanh sắt dùng để khuấy lửa than. Vật cản trở hắn vừa rồi không phải là súng kíp, mà hóa ra lại là một vật như vậy. Người tới thần cơ diệu toán, đã không dùng một chiêu nửa thức, cũng không dùng nửa dạng binh khí pháp bảo, chỉ dựa vào phòng đoán cử động của địch nhân, đã khiến chính mình thất bại thảm hại. Dương Túc Quan bị đánh bại, cắn răng phẫn hận, trong mắt hiện lên sát ý, đã tức giận muốn điên Dương Thiệu Kỳ vội vàng bước tới, thấp giọng nói, ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe đệ đệ hỏi chuyện, Dương Túc Quan nhất thời thu liễm vẻ mặt phẫn nổ, lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là muốn gặp đệ mà thôi. Dương Thiệu Kỳ trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đêm hôm trước ca ca đã trịnh trọng phân phó, muốn hắn lén lút nửa đêm ra cửa đến đây gặp gỡ, nào biết nửa đêm cực khổ tới đây, lại không có việc gì đèn dầu bập bùng, Dương Thiệu Kỳ nhìn chằm chằm vào người đại ca mà mình ngưỡng mộ từ nhỏ, thấy ánh mắt hắn mơ hồ chuyển động theo ánh đèn, ánh mắt ấy rất kỳ lạ, hình như có chút sợ hãi, lại hình như có chút hưng phấn, không khỏi khiến người càng thêm khó hiểu. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.